Thời ấy, tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gioan Tẩy giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ." Số là vua Herode đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy giả đặt trên mâm." Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Kính chào quý bà và anh chị em. Đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe là một câu chuyện buồn đau thương, kể lại cái chết của vị ngôn sứ vĩ đại, đó là Gioan Tiền Hô. Thánh Gioan Tiền Hô là một vị ngôn sứ lớn mà có lần Chúa Giêsu đã ca khát Ngài. Trong những người con sinh ra, không ai cao trọng bằng ông Gioan Tẩy giả. Ngay khi mà sinh ra, chào đời, thì đã có bàn tay của Thiên Chúa ở cùng em. Và em đã lớn lên trong quyền năng của Thiên Chúa. Rồi khi ra công khai rao giảng, kêu gọi người ta sám hối, Gioan Tẩy giả rao giảng rất thu hút và cải hóa dân chúng trở về với đường lối của Thiên Chúa. Rồi Ngài cũng là đứng rửa tội cho Chúa Giêsu bên bờ sông Giô-đan. Ngài là một vị ngôn sứ lớn ảnh hưởng trên dân chúng. Thế mà hôm nay chúng ta nghe một cái chết bi thương của Ngài. Nên điều mà chúng ta đặt ra vấn đề là điều gì đã đưa đến cái chết của một vị ngôn sứ? Chúng ta dễ dàng nhận thấy ba khuôn mặt đã đưa đến cái chết của một vị ngôn sứ vĩ đại. Trước hết, đó là bà Herodia. Bà đã là người phụ nữ ngoại tình, quan hệ bất chính. Rồi cũng vì cái sự ganh ghét muốn loại trừ, bà đã căm phẫn trong lòng, muốn sát hại Gioan. Và khi mà có dịp thuận tiện tới thì bà tố cáo, âm mưu sát hại ngay. Rồi Herodia, cô con gái ngây thơ của bà, cô là một thiếu nữ có tài, có sắc. Nhưng thay vì dùng cái tài, cái sắc đó để phục vụ, để làm những giá trị tốt đẹp cho xã hội, cho con người, cho Thiên Chúa, thì cô đã dùng chính cái tài của mình để hãm hại những người công chính. Và điều đặc biệt hơn là khuôn mặt của vua Herode. Ông là một người háo sắc, ngông cuồng, ngạo mạn, kiêu căng, tự phụ, tham lam, dâm dục, tất cả những cái đặc tính tệ hại đó hầu như là đều hội tụ lại nơi cái khuôn mặt của một vị vua này. Và ông đã bất chấp tiếng nói của Thiên Chúa, tiếng nói của lương tâm của mình, và ông đã đẩy Gioan đến cái chết. Và trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay, khi một con người ngông cuồng, ngạo mạn,
xem thường Thiên Chúa và xem thường con người và lên làm lãnh đạo của một đất nước thì sẽ gây ra biết bao nhiêu đau thương, cái chết cho cả vị ngôn sứ và cái chết cho cả dân tộc. Nên chúng ta ngày hôm nay khi nghe tưởng nhớ lại cái chết của Gioan Tẩy Giả, chúng ta vinh danh những vị ngôn sứ của thời đại dám nói lên tiếng nói của công lý, của sự thật, muốn trả về cho Thiên Chúa những cái giá trị đúng đắn thuộc về Thiên Chúa, và vì đó đành lòng chấp nhận hy sinh, đánh đổi cuộc đời của mình. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng ta, nơi mà đang bị một cái thế lực của độc tài vô thần cai trị, gây bao nhiêu đau thương cho dân lành, gây ra bao nhiêu nỗi oan khiên cho những người dân vô tội. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho quê hương đất nước của chúng ta và xin Chúa ban cho Giáo hội Việt Nam của chúng ta có những vị ngôn sứ như Gioan Tẩy Giả, làm chứng cho sự thật, binh vực những giá trị thuộc về Thiên Chúa. Amen.